vì sao mà Logline và synopsis quan trọng trong giai đoạn đầu tiên khi chúng ta giới thiệu dự án của mình vì cái Lockline nó là tóm tắt nguyên một bộ phim trong một câu không quá 30 từ cái nhiệm vụ của Logline là phải để lôi kéo cái người đọc đọc nguyên cái kịch bản của mình người chúng ta tóm tắt nguyên một bộ phim trong một cái câu cho nên bản thân cái offline làm đã là một cái nghệ thuật kể chuyện rồi chúng ta sẽ viết cái Lockline trong bốn cái bước để bước đầu tiên thì chúng ta phải xác định nhân vật chính kết hợp một cái tính từ thể hiện họ là ai ví dụ như là một giáo viên cực đoan một tên giang hồ hèn nhát một viên cảnh sát chìm trầm cảm bước thứ nhì là chúng ta phải nêu lên cái sự kiện kích động là một cái sự kiện để nó bắt đầu nhân vật chính có một cái mục tiêu để hành động danh từ chuyên môn của tiếng anh nó gọi là inciting incident hoặc là catalyst ví dụ như là khi nhân vật bị người tình phản bội hoặc là khi nhân vật chính truy tìm ra kẻ thù của mình sau khi có một cái sự kiện kích động rồi đó thì cái bước thứ ba là chúng ta nhấn mạnh mục tiêu của nhân vật chính ví dụ như khi nhân vật bị người tình phản bội thì đó, nhân vật chính mình bắt đầu có một cái mục tiêu là là đi trả thù <laughs> tại vì hận tình đúng không và cô ta sẽ đi trả thù giống như là trong phim em chưa 18 lý do mà chúng ta phải nêu ra cái mục, mục tiêu nhau của chính là để chúng ta gắn kết cái người đọc với lại cái mục tiêu và họ thấu cảm hành trình của nhân vật và khi mà nhân vật chúng ta phải nối mặt với lại những thử thách và trở ngại bước thứ tư thì chúng ta phải tạo xung đột một kịch tính mà nó cản trở nhân vật để họ đạt được mục tiêu của họ như là thế lực phản diện nè, những cái trở ngại tư tưởng, những cái khiếm khuyết của nhân vật cũng như là những cái rào cản về vật chất nó làm cho họ yếu đuối. Tất cả những cái yếu tố này nó sẽ cộng hưởng lại để tạo nên một cái sự xung đột cái tính trong cái lotline của mình. Tiếp theo thì là cái ngôn ngữ chúng ta sử dụng nó phải giàu tính hành động và hình ảnh để cho người ta thấy được cái bộ phim nó hiện ra qua một câu nói, những cái từ như là đấu tranh, giải cứu, vượt thoát trong logline nó sẽ hấp dẫn hơn là những cái từ như là nhận ra, ước ao, tìm hiểu Và kế tiếp thì nó phải nhấn mạnh cái sự trắc trở trong câu chuyện Những cái logline mà hay thì nó chứa đựng những cái yếu tố trớ trêu, chua chát Nó hứa hẹn kịch tính, nó hứa hẹn một câu chuyện đầy bất ngờ và độc đáo Thì cái cách để chúng ta học nhanh nhất là chúng ta tham khảo những cái logline của những cái bộ phim thành công Mình cho một cái ví dụ là trong logline của bộ phim Aaron Brockovich một bà mẹ đơn thân thất nghiệp nhận được công việc trợ lý pháp lý để cô ấy có thể đánh bại một công ty điện lực ở California đang gây ô nhiễm nguồn nước của thành phố cung cấp. Chỉ đây mình thấy là nếu như Erin Brockovich là một luật sư thành đạt thì câu chuyện nó sẽ không có trớ trêu, nó sẽ kém hấp dẫn hơn. Sau đó thì thường thường nếu như cái logline chúng ta nó làm đúng cái nhiệm vụ của nó là làm cho uh, người đọc không thể bỏ qua cái dự án của mình thì người ta sẽ chưa đọc kịch bản đâu từ một cái câu trở thành đọc 100 trang người ta vẫn ngồi ai ngại thì cái bước kế tiếp là cái synopsis synopsis có thể là một đoạn văn có thể là hai ba đoạn văn có thể là một trang hay là hai ba trang tùy theo cái độ phức tạp của câu chuyện nhưng mà không ai thích đọc một cái synopsis dài cả thường thường thì mình chỉ thích đọc một cái synopsis mà nó tóm gọn được trong vòng một trang thôi font courier và chữ 12 chứ không phải là một trang nhưng mà chữ nhỏ xíu tí tí dí dí. Synopsis là một cái hình thức để chúng ta kể ra chi tiết hơn từ cái logline của mình để thấy đây là câu chuyện và cái ý nghĩa của nó chúng ta có thể tham khảo khắp nơi trên mạng có rất là nhiều sang IMDB xuống cái phần mập plot tức là cái cốt truyện và chúng ta lên cái trang wiki cũng được wiki thì nhiều khi lại hơi dài quá nhưng mà nó là một cái nơi tốt để chúng ta tham khảo cách sắp xếp cũng như cấu trúc một cái synopsis nhưng mà chúng ta vẫn không nêu rõ ra phần kết để cho đối tác và người đọc người ta phải tham khảo kịch bản của mình thì đó là mục tiêu các bạn sẽ phải làm cái công việc đó trong cái chương trình này không chúng ta phải tập để chúng ta bắt đầu thách thảo cái nghệ thuật viết logline và các bạn phải thuyết phục tuổi này rằng cái dự án của các bạn xứng đáng để chúng tôi dành thời gian ra đọc mentor để mà hướng dẫn cũng như là cho tụi này thấy nó có một cái tiềm năng sản xuất thành một cái bộ phim xứng đáng được chia sẻ nếu các bạn thực sự có đam mê để trở thành những nhà làm phim sau này thì đừng ngừng ngại gì hết hãy đăng ký để cùng tụi này học và làm phim thực chiến